ơi, siêu phẩm lên 6 anh em ơi. À, lâu lâu lên con hàng VIP này, hàng độc, hàng độ chế cho anh em xem cho nó vui tai vui mắt nè. Hàng này thì nói chung là nó cũng bao nhiêu tiền đâu nhưng mà cực kỳ là hiếm nha anh em. Đó, lâu lâu anh em nào đang cần những con này thì mua một chiếc về nè, sử dụng nè, độ chế nè. Đó chứ không phải bánh mì ngày nào cũng có đâu. Hàng này rẻ rẻ nhưng mà cũng khá là hiếm á. Con này là 4 bánh một cầu nhưng mà nó gọi là hàng rất là đẹp nha anh em. Con này nó đẹp phải gọi là ba cháy luôn, nhìn nó đã lắm em. Phun thuốc, con này là phun thuốc nha, rớt thùng ra rồi. Đó, rớt thùng, rớt này nọ rớt hết rồi, còn cái sàn như vậy thôi. Đó, còn cái máy để chạy luôn. À, máy là để chạy luôn và kéo đầu áp luôn. Đó, kéo đầu áp để phun thuốc luôn nha anh em. Đó, anh em nào thích lấy đầu áp thì lấy, không lấy thì giục lại trừ tiền. Đó, đơn giản bên em bán thì nói chung là rất là dễ. Anh em thích không lấy cái này bỏ lại em trừ tiền cho. Còn anh em lấy hết thì em bán hết. Đó. Thì một con như thế này đó, thì nói chung là nó một cầu thôi nhưng mà nó lợi thế cái là nó xài cầu lớn này, hộp số lớn này, rồi lái qua lăng này. Đó thì anh em thấy không? Thì nó rất là ngon hơn cái con lái càng ha. Cái con lái càng bây giờ giá nó cũng đã hơn 10 triệu rồi nhưng mà nó chỉ là lái càng thôi. À, nó chỉ hơn cái con này là có cái thùng thôi thì nó cũng đã hơn 10 triệu rồi. Thì con này anh em lấy hết á, thì chỉ cũng có 21 triệu thôi. Đó. Còn em bỏ đầu áp ra thì em sẽ trừ cho anh em 5 triệu nha. Đó, bỏ đầu áp ra em trừ cho anh em 5 triệu. Đó thì còn 17 triệu thôi. 16 triệu thôi. Đó, giá thì em chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó thì anh em mua con này thì anh em chịu phí ha. Còn lấy hết thì em tính anh em 21 triệu. Đó, nổ chạy như trong video. Quá là hời luôn anh em. Bánh rất là đẹp nha. Bánh nè, bánh 19, bánh rất là đẹp. À, bánh trước ha. Ha. Con xe này phải nói là rất là đẹp nha anh em. Đẹp gọi là khó tìm ra đối thủ luôn. Nói chung là một con phun thuốc mà cái sườn mà nó còn màu đen như thế này thì cho nói thật sự anh em khá là hiếm nha. Sườn này là nước sơn rinh 100% nha anh em. Đó, không sơn, không dặm, không tuốt, không bùa nha. Đó, sắt nè, rất là dày nha. Sắt u rất là dày. Cái con này anh em mà tháo cái này ra nè, một ốc nè, hai ốc nè. Tháo lấy cái thớt ở trên ra thì nó còn có đục thôi nha anh em. Nó còn chắc tầm khoảng 1m8 thôi anh em. Nó ngắn lắm. Còn gắn cái thớt lên thì nó mới dài nha, còn rụt cái thớt ra rất là ngắn. Đó thì em cũng nói để anh em dễ hình dung ra cái xe để mình độ chế nha. Đó, bề ngang nó tầm khoảng 1m1m2 gì đó, phủ bì á. Đó. Nè anh em coi ốc gầm nữa nè. Thấy không? Ốc gầm mà nó còn vàng luôn, còn chấm sơn luôn của nhà sản xuất luôn. Đó, hộp số nè. Con này nếu mà cái bánh này nó nằm xa ra một chút. À, cái bánh này nè, nó nằm xa ra một chút thì anh em có thể gắn thêm một cái bánh ngay đây nữa. Tại vì cái hộp số đây là nó gắn tới đây ha. Đó, nó chiền vô cốt vô đây và ngay đây nó kéo sơn qua ra cái cầu sau để nó kéo cái bánh sau đó. Ngay đây mình vẫn xài được bánh nha anh em nha, nhưng mà nó gần quá không thể gắn được hơn anh em ha. Cái này thì anh em muốn độ thì phải dời độ như thế nào đó thì em không biết đâu, còn em nói để anh em dễ hiểu biết thôi. Con này chạy máy Robin EI28 có đề nha, máy có đề đó. Con này thì máy 7,5 người nha anh em. Đó, xài đầu da đen MS410S ha. Đó, MS410S. Xe thì tình trạng đẹp long lay luôn. Kiếm một con mà đẹp như thế này khá là hiếm nha anh em. Đó, khá là hiếm luôn. Nhìn cái đầu nó ngầu không? Đó, nhìn nó rất là ngầu nha, nhìn cái mặt nó như mặt quỷ luôn á. Nhìn quá là ngầu luôn. Đẹp ha. Maru dân ma. Quá đẹp. Đó thì anh em bỏ ra chỉ có 16 triệu thôi, nếu mà không lấy đầu áp chỉ có 16 triệu thôi. Giờ lên cái thùng nữa. Đó thì quá là ngầu luôn. Nói chung lợi thế, anh em muốn làm gì làm. Nói chung là nó không có thùng thì nhiều anh em không cần thùng thì rất là lợi cho anh em rồi. Đó, một con xe đẹp như thế này. Số nó là 3 tiếng 1 giây nha, nó có nhanh chậm luôn. Thành 6 tiếng 2 giây. Con này là nó chạy tốc độ bàn thờ nha. Đó, những con mà đợt trước em quay mấy con máy dầu á. Đó, những con nó cũng chạy tốc độ bàn thờ thì con này nó như vậy luôn nha. Đó, số là 3 tiếng 1 giây, có nhanh chậm ha. Con này nó chạy thì khỏi phải nói luôn, ra đường trường nó chạy là khỏi phải nói luôn nha anh em. Cái này là đầu áp nè, không cái này quạt gió nè. Còn cái trong kia là gạt lên là xài áp thôi anh em ha. Đó, đầu bơm thì nó còn dây hút dây hồi luôn nha. Chó nó rượt dịch anh em ạ. À, nhà em à. Đó, thấy không? Nuôi nguyên một đàn luôn. Đó, em có dây hút dây hồi đầy đủ nha anh em. Đó, lái qua lăng. Chỉ khó đề nè, kéo e đèn nè, hai dây phun ra nè. Đó. Con này đẹp toàn diện. Giá 22 21 triệu nha anh em, giá bán tại cửa hàng. Đó, em có báo giá ha. Đó.
Cái máy này cực kỳ là ngon nha anh em. Cái máy này về là còn xăng rin luôn, nổ luôn. Đó, chưa đổ một chút xăng nào nha anh em. Đó, chưa đổ một chút xăng nào. Nè cái bô này còn đen thui luôn anh em thấy không? Cái máy này em nói thiệt sự anh em, nó đẹp không phải tả được luôn. Nó đẹp thì em nói đẹp nha anh em nha. Còn nó xấu thì em nói nó xấu. Chứ em không phải là con nào cũng nói đẹp đâu. Những con mà em quay em nói nó xấu như xấu ma, xấu đớn, anh em cũng coi video anh em biết rồi đó. Con nào nó xấu là em sẽ chơi nó xấu tợi mặt luôn. Con nào nó đẹp thì em sẽ khen nó đẹp. Đó. Cái máy còn xăng rin luôn ha. Con này phải khỏi phải bàn rồi. Rồi 21 triệu. Giá bán tại cửa hàng anh em không lấy đồ áp trừ ra 5 triệu ha anh em ha. Đó, giá rõ ràng. Bánh đẹp, sườn đẹp, xe đẹp, nói chung là chạy tốc độ bằng thờ. Đó, anh em nào đang đam mê thì mua ha. Rồi. Đó, cái xe này thì em rã ra nè, anh em thấy không? Đó, rã ra có một cái cục máy EI35 nữa nè. Anh em nào mua về độ chế thì độ ha. Cái này là cốt thẳng nha, cốt thẳng tu nhanh dùng để chạy bơm nước. Đó, cốt thẳng là đã gọi là tu nhanh là chạy bơm nước thôi. Còn tu nhanh không thể nào chạy bơm thuốc được nha. Đó. Con này có đề luôn nha anh em nha, có đề luôn. Nó không có giật đâu, chỉ có đề thôi. Đó, con này anh em nhìn nó xấu vậy nha. Coi nè, em mở bình xăng ra cho anh em coi hết hồn luôn. Đó, nha, bình xăng coi nè. Trời ơi, quá đẹp luôn. Đó, khi anh em lấy thì phải hút xăng ra nha. Em không có đỡ xăng đâu, em nói trước á. Không phải là tham mấy lít xăng gì đâu, nhưng mà hút ra chứ gửi đi người ta không có nhận đâu. Đó, con này lạng hoàng nó nổ luôn nha anh em nha. Nè, ga nó nè. Đó, mấy con mà xăng bình xăng đẹp nha, ga mà nó nhẹ vậy á thì thật sự chỉ có lửa là nổ thôi. Đó, rồi cục máy này anh em nào lấy giá 1,5 triệu nha. Đó, EI35. À, con này là 10 ngựa nha anh em, 10 ngựa rưỡi. Đó, cốt thẳng tu nhanh. Rồi 1,5 triệu. Rồi. Anh em nào quan tâm liên hệ nha, số điện thoại 0835585879, địa chỉ thị trấn Mỹ Hiền, Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.